Trung tâm Hàn ngữ Thành Phúc Uy xin kính chào quý khách. Tự hào là trung tâm đào tạo chất lượng hàng đầu. Chúng tôi chuyên đào tạo tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động, du học, E7, tiếng Hàn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, lịch học đa dạng, cam kết đầu ra, hỗ trợ học viên 24/24. Với phương châm, chất lượng làm nên thương hiệu, cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, học viên được rèn luyện đủ kỹ năng, học cùng giáo viên bản ngữ. Trung tâm có ký túc xá đủ tiện nghi dành cho học viên ở xa. Chúng tôi là cầu nối để nguồn nhân lực Việt Nam tiếp cận với Hàn Quốc và quốc tế, đem đến dịch vụ hoàn hảo nhất. Hotline 0988 828 694. Thành Phúc Uy, chất lượng đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Trân trọng cảm ơn. Báo thông báo, Trung tâm Hàn ngữ Thành Phúc Uy tuyển sinh lớp tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS. Các bạn sẽ được đào tạo với lộ trình luyện thi EPS cam kết chuẩn đầu ra, với lộ trình rõ ràng, kiến thức toàn diện, trang bị cho bạn học đầy đủ kiến thức từ ngữ pháp, từ vựng và các biểu hiện thường dùng trong giao tiếp. Khóa học giúp các bạn làm quen với đề topic 2 và cung cấp các kỹ năng để học viên có thể hướng đến mục tiêu chinh phục topic 4, nắm lòng các kỹ thuật nghe và đọc hiểu, nắm chắc cấu trúc đề thi và mẹo chinh phục EPS topic nhanh chóng, hoàn thiện 4 kỹ năng nghe, đọc, nói, viết. Cái gì cũng phải có lý do chứ đúng không ạ? Các bạn có thắc mắc tại sao Thành Phúc Uy lại tự tin đạt chuẩn đầu ra đào tạo không? Đó là bởi vì đội ngũ giáo viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn xuất khẩu lao động. Hệ thống bài kiểm tra dày đặc giúp các bạn biết được năng lực của mình ở đâu mỗi ngày, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ tiếng Hàn giúp tăng khả năng giao tiếp. Tâm còn có ký túc xá cơ sở vật chất hiện đại, thuận tiện cho các bạn học viên ở xa. Học viên sẽ được hỗ trợ đăng ký hồ sơ thi EPS. Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay, hãy đến với Thành Phúc Uy ngay nào. Xin chào đón tất cả các bạn học viên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Trung tâm Hàn ngữ Thành Phúc Uy xin kính chào quý khách. Tự hào là trung tâm đào tạo chất lượng hàng đầu. Chúng tôi chuyên đào tạo tiếng Hàn đi xuất khẩu lao động, du học, E7, tiếng Hàn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, lịch học đa dạng, cam kết đầu ra, hỗ trợ học viên 24/24. Với phương châm, chất lượng làm nên thương hiệu, cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, học viên được rèn luyện đủ kỹ năng, học cùng giáo viên bản ngữ. Trung tâm có ký túc xá đủ tiện nghi dành cho học viên ở xa. Chúng tôi là cầu nối để nguồn nhân lực Việt Nam tiếp cận với Hàn Quốc và quốc tế, đem đến dịch vụ hoàn hảo nhất. Hotline 0988 828 694. Thành Phúc Uy, chất lượng đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Trân trọng cảm ơn. Báo thông báo, Trung tâm Hàn ngữ Thành Phúc Uy tuyển sinh lớp tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS. Các bạn sẽ được đào tạo với lộ trình luyện thi EPS cam kết chuẩn đầu ra, với lộ trình rõ ràng, kiến thức toàn diện, trang bị cho bạn học đầy đủ kiến thức từ ngữ pháp, từ vựng và các biểu hiện thường dùng trong giao tiếp. Khóa học giúp các bạn làm quen với đề topic 2 và cung cấp các kỹ năng để học viên có thể hướng đến mục tiêu chinh phục topic 4, nắm lòng các kỹ thuật nghe và đọc hiểu, nắm chắc cấu trúc đề thi và mẹo chinh phục EPS topic nhanh chóng, hoàn thiện 4 kỹ năng nghe, đọc, nói, viết. Cái gì cũng phải có lý do chứ đúng không ạ? Các bạn có thắc mắc tại sao Thành Phúc Uy lại tự tin đạt chuẩn đầu ra đào tạo không? Đó là bởi vì đội ngũ giáo viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn xuất khẩu lao động. Hệ thống bài kiểm tra dày đặc giúp các bạn biết được năng lực của mình ở đâu mỗi ngày, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ tiếng Hàn giúp tăng khả năng giao tiếp. Tâm còn có ký túc xá cơ sở vật chất hiện đại, thuận tiện cho các bạn học viên ở xa. Học viên sẽ được hỗ trợ đăng ký hồ sơ thi EPS. Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay, hãy đến với Thành Phúc Uy ngay nào. Xin chào đón tất cả các bạn học viên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.